mọi người, video SH5 125 160. Hôm nay là em Trung cập nhật giá của tháng Tết rồi. Đấy là cái tháng cận kề Tết để mọi người tham khảo. Anh chị muốn mua xe hoặc là tham khảo xe thì có thể xem video này và ủng hộ cửa hàng của em Trung ha. Cửa hàng của em Trung thì nằm ngay trên mặt tiền quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Anh chị mua xe thì liên hệ tới số điện thoại của em 0325 333 789, hoặc là tới địa chỉ cửa hàng báo có xem video của em Trung Trung, hoặc là có đặt lịch trước rồi tới cửa hàng mua xe thì sẽ được em Trung tư vấn và để cho mọi người cái giá ưu đãi kèm theo bộ quà tặng khuyến mãi bên cửa hàng nhân dịp Tết nha. Đấy, màu sắc thì hiện tại cửa hàng bên em Trung là đầy đủ các màu dành cho phiên bản SH 125 và 160 luôn. Và giá của 125 hiện tại bên cửa hàng đang bán với mức giá dao động từ 75.500.000 đồng. Đấy, còn SH 160 đang bán với mức giá dao động từ 92.500.000 đồng nha. Đây, màu sắc mọi người có thể xem qua. Hiện tại 4 màu ở dưới này là 4 màu bán chạy nhất bên cửa hàng này. Màu đỏ này, đây là phiên bản mới 2024 của SH 125 này. Và SH 160 thì đều cái sử dụng cái phông màu đen, mặt nạ màu đen này nha mọi người. Nhìn con xe của mình nó sẽ mạnh mẽ hơn. Và nếu như mà anh chị muốn mua SH 125 hoặc là 160 đời 2023 thì cửa hàng em Trung cũng có ngay đây ha. Đấy, đầy đủ màu luôn cho mọi người. Ngoài những màu này ra thì bên kho của em Trung còn một tá hàng SH nữa. Nếu như anh chị muốn tham khảo thêm màu sơn này, đấy, hoặc là tư vấn về thủ tục trả góp thì liên hệ với em ngay qua số Zalo 0325333789 để em hỗ trợ mọi người nha. Và dòng SH này cửa hàng hỗ trợ anh chị trả góp đưa trước từ 10 triệu đối với dòng 125 và đưa trước 20 triệu đối với dòng 160. Hoặc là anh chị muốn nâng bằng của mình lên mua dòng SH 350i thì cửa hàng của em Trung cũng bỏ bán nha. Đấy, để biết thêm thông tin chi tiết thì anh chị liên hệ với em để em hỗ trợ mọi người. Và trước khi tới cửa hàng đặt lịch trước, liên hệ trước thì em Trung có hỗ trợ chi phí sang xe cho mọi người nhá. Rồi, cảm ơn mọi người, tạm biệt.